Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với game vlog tiếp theo trên channel của mình. Và như thường lệ, xin chúc anh em một ngày tốt lành nhé. PUBG là một tựa game sinh tồn được lấy cảm hứng từ bộ phim ra mắt vào năm 2000 mang tên Battle Royale. Và phần nào vũ khí, trang phục, áo quần trong tựa game này cũng mang thiên hướng hiện thực và gợi nhớ lại các nhân vật trong bộ phim này. Vì thế mà ngay từ thời điểm Early Access cho tới đầu năm 2018, chưa đầy một năm, PUBG đã bán được hơn 30 triệu bản chỉ trên mình nền tảng Steam, một con số cực kỳ khủng khiếp, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của PUBG thời ấy. Mà một phần rất lớn đến từ chính những cái vũ khí tưởng chừng như đã quá quen thuộc với game thủ FPS như những khẩu AK, AWM, Skyline hay thậm chí là những vũ khí khá kỳ quặc như chảo hay nỏ thần cũng góp phần khiến cho trò chơi trở nên là cuốn hút hơn. Chúng ta không thể không kể tới sự xuất hiện của hòm thính mang tới những vật phẩm và vũ khí mang tính cách mạng, có thể thay đổi cục diện cả trận đấu. Ở thời điểm hiện tại, chỉ còn lại những cái tên gồm Groza, MK14, AUG, AWM còn lại trong thính trên phiên bản PC và sớm thôi điều này cũng sẽ được áp dụng cho bản điện thoại. Tất nhiên vũ khí mới sẽ lại ra đời và bổ sung cho bộ sưu tập này thêm đa dạng với những cái tính năng hiện đại và uy lực vượt trội. Thế nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi rằng từ trước tới nay, rút cục đã có bao nhiêu cái tên đến và rồi lại phải đi khỏi hòm thính hay không? Tin rằng là anh em trên kênh đã có cho mình vài cái tên trong đầu ngay ở lúc này. Nhưng việc nắm bắt được toàn bộ, có lẽ những game thủ đời đầu như mình đôi khi cũng còn cảm thấy bỡ ngỡ nữa là. Thế nên ngay bây giờ hãy cùng mình chúng ta khám phá chi tiết sự thay đổi của những vũ khí đã từng nằm trong thính và khi bị đẩy ra ngoài sẽ có gì khác nhau nhé. Let's go! Cái tên mới nhất trong gia đình shotgun, với sự xuất hiện hoành tráng trong thính mang tên DBS, những tưởng sẽ đem lại những vinh quang trở về với dòng súng siêu cận chiến này. Với rất nhiều kỳ vọng với sát thương dồn đam per second lên tới hơn 1.800, đứng đầu bảng cho PUBG hay khả năng bắn hiệu quả lên tới hơn 120m cùng khả năng hỗ trợ ống ngắm tối đa X6, DBS có độ trụ đạn tốt hơn nhiều lần so với đàn anh Saiga 12K, nhưng đó có lẽ là một chiếc áo quá rộng dành cho siêu tân binh này. Với bản cập nhật 4.3, việc sử dụng DBS sẽ tốn một slot vũ khí trong ba lô và bạn sẽ chỉ có thể bắn ở tầm gần với DBS, điều khiến cho nó trở nên cực kỳ phế ở những địa hình rộng như Miramar hay là Erangel. Cá nhân mình đã từng một lần rơi vào thảm cảnh khi sở hữu DBS ngay ở thời điểm phút thi đấu thứ 8 và bị quay bắt tại đồi Stamber. Với việc súng bắn xa hết đạn thì mình chỉ còn biết co lại nấp sau những gốc cây cùng khẩu DBS mà thôi. Thực sự là khó chịu và khi khẩu súng này bị giảm tầm bắn xa xuống chỉ còn 100m trong khi toàn bộ shotgun chỉ còn là 80. Đúng là có giảm đi đôi chút, nhưng có lẽ DBS sẽ vẫn chỉ phù hợp cho cự ly dưới 10m cùng khả năng công thủ nhà là tốt hơn với số lượng đạn dồi dào của mình. Vì lẽ đó, bản cập nhật 6.3 đã đưa DBS tên thật ngoài đời là DP-12, sinh năm 2015, quốc tịch Mỹ, trở về với mặt đất khi được spawn cùng với những S-686 hay S-1897, điều mà đáng lẽ nên được làm ngay từ đầu. Đây cũng là cuộc chia tay gần nhất nhưng trước đó vài ngày không thể không kể đến một cái tên khiến cho rất nhiều anh em bàng hoàng khi bị lược khỏi những trang bị hàng đầu trong thính. Đó chính là M249 Squad Automatic Weapon. Khẩu súng máy hạng nhẹ Lai Machine Gun sinh năm 1984 này tiếp tục là một cái tên tới từ Mỹ. Tuy nhiên đã được xuất hiện cùng với những vũ khí khác ngay từ ngày đầu tiên thủng thính có mặt. Với hỏa lực không quá cao, chỉ 45, nhưng số lượng đạn dồi dào lên tới 100 viên một băng, M249 nhanh chóng trở thành thần tượng của rất nhiều anh em yêu thích dòng súng máy nhưng vẫn có tính cơ động cao. Ở đâu tiếng M249 vang lên là ở đó gần như chắc chắn sẽ có một tình huống quét sạch trên bàn điện tử. Thế nhưng theo thời gian, M249 cùng với hầu hết các cái vũ khí có thể bắn liên thanh không còn được hỗ trợ scope X8 trở lên từ ngày 2 tháng 5 năm 2018. Đây cũng là thời điểm M249 được nâng nhẹ sát thương lần cuối trước khi bị xóa sổ khỏi hòm thính vào bản cập nhật PC Update 6.3. Âm thanh hoàn toàn thay đổi đến mức khó nhận ra đây là M249 năm nào. Sát thương trung bình chỉ còn 40 cùng độ giật tăng lên đáng kể. Số lượng đạn mặc định bị giảm xuống chỉ còn 75 viên một băng là những gì chúng ta chê trách về M249 phiên bản mới. Thế nhưng với việc hỗ trợ bán súng chiến thuật M4, khả năng mở rộng tối đa lên tới hơn 150 viên một băng và khả năng sở hữu dễ dàng hơn mà không cần lút thính lại là điểm cộng cho vũ khí to con này. Hiện tại thì bạn sẽ chỉ có thể tìm thấy M249 ở Erangel và sa mạc Miramar với tỷ lệ spawn là không quá nhiều, nhưng hãy cẩn thận vì M249 giờ không dễ chơi như trước đây đâu. Bản mobile cũng sẽ sớm làm điều này, nên anh em hãy tranh thủ trước khi M249 cũ chính thức ra đê ở nhé. Và có thông tin sắp tới là M249 lại tiếp tục bị thép nữa đấy. Oh.
M24 là một trong những cái tên tiếp theo được bế ra khỏi hầm thính theo cái cách không thể buồn hơn dành cho những ai là fan của khẩu súng bắn tỉa hiện đại này. Cũng lại dành cho những anh em nào cảm thấy M24 trông khá giống với M700 trong đột kích thì xin chúc mừng vì anh em đã hoàn toàn chính xác. Cả hai đều được phát triển dựa trên mẫu Remington Model 700. Chỉ khác là M24 là phiên bản dành cho cảnh sát, ra đời sau một chút, khoảng 16 năm vào năm 1988 mà thôi. M24 có thể dễ dàng tháo lắp, thay đổi nòng súng để phù hợp với cỡ đạn linh hoạt của mình, từ 7.62x51mm theo tiêu chuẩn NATO cho tới là .338 Magnum. Thế nhưng độ chính xác của vũ khí này đem lại vẫn là luôn cực kỳ cao. Sơ tốc đầu nòng đạt 790m/giây được giữ nguyên khi đưa vào PUBG, nhưng với sát thương chỉ được tăng lên duy nhất một lần vào ngày 21 tháng 12 năm 2017, lên tận con số 88 khi bắn trúng ngực với giáp 1, và sau đó là những tháng ngày trượt dài xuống chỉ còn 79 vào ngày 31 tháng 5 năm 2018, cũng là ngày mà M24 nói lời chia tay với thùng tính. Dẫu vậy thì PUBG còn vẫn chưa buông tha cho M24, có lẽ vẫn còn thấy cú nếp này là chưa đủ. Thế nên vào bản update 4.1 thì M24 chính thức hoán đổi sát thương với K98 và trở thành vũ khí yếu nhất trong dòng bắn tỉa, chỉ nhỉnh hơn Win94 mà thôi. Không biết trong tương lai M24 có còn bị bán hành hay không? Còn với hiện tại, những ai yêu thích vẻ hiện đại sẽ không ngần ngại sử dụng M24 đâu, do khả năng one shot, one kill, kẻ thù mũ 2 vẫn là nằm trong tầm tay. Thế mới thấy là từ nãy đến giờ cả ba cái tên đi ra khỏi hòm thính đều có chung một đặc điểm, đó chính là đều được khai sinh hoặc phát triển tại Mỹ. Tất nhiên anh bạn M249 gốc gác sẽ là Bỉ rồi cho anh em đỡ bắt bẻ. Tiếp tục ngược dòng lịch sử, vũ khí rời thính ngay trước M24 sẽ thuộc về khu vực châu Âu, mà cụ thể là Đức. Anh em có đoán ra được cái tên này là gì chưa nào? Có lẽ sẽ nhiều anh em cảm thấy bất ngờ vì cái tên K98 lại nằm trong danh sách này, nhất là game thủ PUBG Mobile và PUBG PC Lite, vì đơn giản điều đó gần như không tồn tại trong ký ức. Thậm chí một game thủ PUBG PC đời đầu như mình, nhiều lúc vẫn rất mơ hồ với cái khái niệm này, chỉ nhớ rằng chắc chắn là K98 đã từng nằm trong thính, và cho tới khi tìm hiểu cụ thể để làm game vlog này, mình cũng mới có được câu trả lời chính xác. Bản cập nhật mang tới bản đồ Miramar cùng R45, DP28, Win94 và sơ đọc vào ngày 21 tháng 12 năm 2017 chính là thời điểm mà K98K phải nhường chỗ cho đàn em AUGA3 trong thính. Không phải tự nhiên mà K98 trở thành biểu tượng PUBG bên cạnh mũ 3 và hòm thính, vì đơn giản chúng đã từng có thời kỳ chung sống bên nhau, và khi K98 rời đi thì AUG đã khỏa lấp vị trí này. Đây cũng là lúc mà K98 được xuất hiện nhiều hơn. Sát thương được tăng nhẹ nhưng cũng phải tới tận bản cập nhật 4.1 vào tháng 7 năm 2019 thì K mới trở nên mạnh mẽ và áp đảo được M24. Có lẽ thì giờ M24 không còn là đối thủ đáng gờm với K98 như ngày trước, mà thay vào đó chính là Mosin-Nagant. Vũ khí không đội trời chung vừa xuất hiện tại bản cập nhật 7.1 chủ đề VKD. Anh em có thể theo dõi lại qua game vlog ngay trước đây số 54 nhé. Có thể bạn chưa biết thì khẩu Tommy Gun mà bạn vẫn thường bỏ đi mỗi khi có M4 hay AK đã từng có thời kỳ nằm trong thính với thông số khác xa so với ngày nay. Khi Tommy Gun còn gọi với cái tên phổ biến hơn là Thompson xuất hiện vào ngày 28 tháng 12 năm 2016 thuộc giai đoạn Alpha Test 2. Băng đạn mặc định của súng có khả năng chứa tối đa là tới 100 viên và không có khả năng hỗ trợ bất kỳ phụ kiện hay ống ngắm gì. Tất cả chỉ là một khẩu Tommy Gun với băng đạn hình trống mà thôi. Chỉ tới khi Mini 14, vũ khí được anh em game thủ chuyên nghiệp yêu thích, ra đời vào ngày 11 tháng 9 năm 2017, thì Tommy Gun mới bị trừ khử khỏi Aerox và hỗ trợ thêm tay cầm đứng, băng đạn thêm và giảm thanh đầu nòng. So với thời kỳ này thì độ giật đã giảm, sát thương thì tăng khi bắn vào tay chân, cùng khả năng bật ngắm ADS là nhanh hơn vào ngày 2 tháng 5 năm 2018. Nhưng tới tận bản cập nhật 4.1, cho dù đã búp tầm bắn và sát thương cho toàn bộ dòng SMG, nhưng niềm tin với Tommy Gun có lẽ là vẫn chưa đủ, mà phải tới tận bản cập nhật 6.3 khi đã được hỗ trợ thêm cả ống ngắm Hollow Red Dot, sát thương mạnh hơn cả M416 ở hầu hết các bộ phận cơ thể trừ đầu và cổ, thì Tommy Gun mới thực sự được sử dụng nhiều hơn tại bản đồ nhỏ hẹp Karakin. Vậy là một chặng đường rất dài đã trải qua, gần 4 năm xuất hiện và Tommy Gun vẫn đang vật lộn với công cuộc trụ hạng, vì nếu như không có kết quả khả quan, có thể nó sẽ biến mất như AZ bọc thép đã từng. Bên lề một chút về chiếc xe bọc thép đã từng một thời thu hút được sự chú ý của đông đảo người chơi PUBG mang tên UAZ Armored, thì việc bị thay thế bởi BRD-M2 vào tháng 6 năm 2019 với khả năng bảo kê người ngồi trong tốt hơn là rất nhiều. Đáng tiếc là thay vì xuất hiện với tỷ lệ nhỏ,
chiếc UAZ này đã bị xóa bỏ hẳn khỏi PUBG PC và giờ đây là mobile. Nó sẽ chỉ còn xuất hiện tại PUBG PC Lite khi mà tựa game này tạm thời ngưng cập nhật. Thế nên nếu như cảm thấy nhớ với chiếc xe với tầm nhìn siêu hạn chế này, bạn biết là phải tìm ở đâu rồi đấy. DPS là khẩu súng có thời gian nằm trong thính rất ngắn, chỉ sau chưa đầy 3 mùa giải đã phải nói lời chia tay họp thính trong tiếc nuối. Thế nhưng vị trí số 1 trong video này của chúng ta lại chỉ tồn tại vỏn vẹn trong 1 tháng 4 ngày, từ ngày 25 tháng 5 2017 cho tới 29 tháng 6 cùng năm mà thôi. Đây cũng chính là một trong hai khẩu súng trường thiện xạ duy nhất có khả năng sấy trong PUBG cho đến thời điểm hiện tại. Tới đây thì chắc chắn anh em đã biết rõ rồi phải không nào? Đó chính là VSS Vintaret. Với ống giảm thanh gần như luôn đi kèm súng trong mọi trường hợp, giúp gia tăng độ chính xác cũng như tránh lộ tiếng. VSS sẽ là một vũ khí đáng sợ nếu như sát thương được cải thiện, thế nhưng điều đó đã không xảy ra trong PUBG. Với việc chỉ có băng đạn mặc định 10 viên cùng khả năng mở rộng tối đa lên tới 20, và dù được trang bị sẵn ống ngắm 4X, bạn vẫn rất khó để có thể đối đầu với những khẩu súng trường tấn công, nhất là khi sát thương vào đầu không mũ chỉ đạt 96,3, dù đã được tăng nhẹ so với ngày đầu trong thính. Điều này đồng nghĩa với việc là bạn sẽ phải bắn rất chính xác ở khoảng cách không quá xa, do độ rớt đạn của vũ khí này là khá kinh dị khi sử dụng cỡ đạn 9mm. Thời gian thay đạn cũng đã được giảm bớt, chỉ còn 2,9 giây cho quá trình thay lại từ đầu, nhưng như vậy là không đủ để VSS được người chơi thông thường tin dùng. Nếu như muốn tự làm khó bản thân hay yêu thích phong cách chơi bé ra thần trưởng hoặc chôn địch thì đây là sự lựa chọn tốt hơn nhiều so với nỏ thần. Tất nhiên cũng phải tùy xem là bạn có thể sở hữu được hay không đã, do VSS cũng không phải là quá phổ biến trên chiến trường. Về cơ bản, thùng thính trong PUBG sẽ được thả bởi các chuyên cơ C130 vào những thời điểm cố định cho trận đấu, tuy nhiên nơi thả xuống lại hoàn toàn là một ẩn số. Nó có thể thả ngay trên đầu bạn, cũng có thể là thả lên những nóc nhà không thể leo tới, khiến cho chúng ta đành dương mắt nhìn trong tiếc nuối. Với flare gun thì chúng ta sẽ có số lượng vũ khí nhân đôi nhưng không trùng lặp. Cộng thêm giờ đây thì chỉ còn lại 4 vũ khí gồm AUG, Groza, AVKM và MK14 sẽ giúp cho việc sử dụng những vũ khí này trở nên dễ dàng hơn so với trước đây rất nhiều. Nhưng rồi thời gian lại trôi qua, có lẽ sẽ tới lúc chúng ta phải nói lời chia tay với những cái vũ khí kể trên để tiến tới với những điều mới mẻ hơn, tương tự như những gì mà 6 cái tên trong video này đã để lại cho chúng ta là rất nhiều cảm xúc. Mình vẫn mong Aerobe sẽ mang lại cho chúng ta một cái điều gì đó thực sự là hấp dẫn, thực sự là thú vị, vì đã quá lâu rồi chúng ta vẫn chỉ lút thính với mục tiêu tối thượng là AVKM mà thôi. Để đánh đổi lại những gì đã mất, cần phải có những thứ giá trị hơn bù vào, nếu không tất cả sẽ chỉ là sự hụt hẫng mà thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi game lúc ngày hôm nay. Chúc anh em có những giờ phút thư giãn vui vẻ và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Nhớ lại để lại ý kiến của anh em dưới phần comment về điều mà khiến cho anh em cảm thấy tiếc nuối nhiều nhất nhá. See ya!